Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay kênh món ăn ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Món bông cải xanh luộc Một món luộc rất là đơn giản và rất là ngon Làm cũng rất là nhanh Bông cải xanh thì rất là thanh mát Ăn rất là giòn Và chấm với nước tương thì khỏi phải nói Rất là ngon tuyệt vời luôn Món này các bé rất là thích lắm luôn Các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có Hôm nay mình sử dụng một cây bông cải xanh Cây bông cải xanh này thì khoảng 300g rồi Mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra nha quý vị Gia vị thì có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát và nước tương Trước tiên thì mình sẽ bắt cái chảo lên Rồi mình cho nước lọc vào Thì mình cho cũng khoảng à, nửa lít nước lọc vào đó quý vị Thì khoảng cũng một gửi à, ca nước Rồi mình cho 1 phần 3 muỗng cà phê muối 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt 1 phần 3 muỗng cà phê bột niêm khoảng nửa muỗng cà phê đường cát rồi sau đó mình đảo đều lên để cho gia vị nó sẽ tan hết trong cái chảo nước của mình luôn rồi mình sẽ luộc bông cải xanh và sau một hồi nó rất là sôi lên rồi đó quý vị thì mình sẽ cho nguyên bông cải xanh vào mình đã sắt nhỏ nhỏ ra rồi đó quý vị bông cải xanh thì mình sắt nhỏ ra rồi mình ngâm qua nước muối trước khi mình luộc nha quý vị và trong lúc mình luộc thì mình cũng đảo đều bông cải xanh của mình lên và trong lúc luộc mình đảo cũng khoảng từ 1 đến 2 lần nghe quý vị để cho bông cải xanh của mình nó sẽ chín đều hơn và nước luộc của mình thì phải cho các gia vị vào nghe quý vị để khi luộc bông cải xanh nó sẽ chín rất là đậm đà và rất là thơm ngon đó và sau một hồi luộc thì bông cải xanh luộc của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Và tổng thời gian luộc thì tầm cũng khoảng gần 5 phút nha quý vị. Bông cải xanh thì mình luộc vừa chín tới thôi thì nó sẽ rất là ngọt, giòn và ngon. Và bây giờ mình quay cận lại nào quý vị. Nguyên dĩa bông cải xanh luộc cũng đã chín rồi. Các cây bông cải xanh thì rất là xanh nè, giòn nè, ngọt nè, ăn rất là thanh mát lắm luôn. Và mình chấm với nước tương. Món này các bé rất là thích và người lớn ăn thì cũng rất là tốt cho sức khỏe và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi kênh món ăn ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.